Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh hôm 30 tháng 9 cho biết sẽ bắt đầu nới lỏng các hạn chế giãn cách xã hội, cho phép nhiều hoạt động kinh doanh và hoạt động xã hội hơn sau 4 tháng áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn tỷ lệ tử vong gia tăng. Biện pháp mới này giúp tìm cách thúc đẩy nền kinh tế và khôi phục một số trạng thái bình thường mới trong khi cùng sống chung với COVID-19, vốn đã ảnh hưởng nặng nề đến đất nước trong những tháng gần đây, với tổng số ca tử vong tăng từ 36 vào giữa tháng 5 lên hơn 19.000 hôm 29 tháng 9. Thành phố có khoảng 9 triệu dân này đã gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng COVID-19 ở Việt Nam, chiếm 80% số ca tử vong của cả nước và một nửa trong số gần 780.000 ca nhiễm bệnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình được Tuổi Trẻ dẫn lời cho biết từ ngày 1 tháng 10, các khu công nghiệp, dự án xây dựng, trung tâm thương mại, tiệm hớt tóc, khách sạn và quầy thức ăn bán mang đi trên địa bàn thành phố có thể được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, thành phố vẫn sẽ duy trì các chốt lưu động và tăng cường tuần tra kiểm soát. Cho đến nay, có khoảng 1/3 cư dân của thành phố Hồ Chí Minh đã được tiêm ngừa COVID-19 đầy đủ. Chính quyền thành phố cũng đang tìm cách đẩy nhanh việc tiêm chủng, ưu tiên công nhân và những người trên 50 tuổi.